Tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Hoan hỉ chào đón tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục tử vi chi tiết từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 nhâm dần ngày hôm nay. Và lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc cho tất cả quý vị khỏe mạnh, hạnh phúc, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng mong muốn gặp được nhiều may mắn thành công và làm công việc gì cũng mong được thuận buồm xuôi gió, gia đình hạnh phúc, mọi chuyện an yên và không cần phải lo nghĩ gì nhiều, con cái tu tâm dưỡng tính chăm ngoan và nghe lời cha mẹ. Và thế nhưng điều đó thì có phải là đang quá xa vời với chúng ta không ạ? Bởi vì trên thực tế là có những gia đình thì họ rất hòa thuận nhưng kinh tế lại bấp bênh, phải lo lắng và gánh vác trên vai rất nhiều những trọng trách. Còn có người thì kinh tế dư giả nhưng họ lại không được hạnh phúc trọn vẹn. Và thưa quý vị, thiết nghĩ đó cũng chính là chuyện thường tình trong kiếp nhân sinh của con người. Trong chương mục tử vi chi tiết cho từng tuổi trong tháng 6 âm lịch năm 2022 ngày hôm nay, chúng tôi những người thực hiện chương trình kênh Phong Thủy Gia Cát cũng muốn chia sẻ tới tất cả quý vị và các bạn về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986. Trong tháng 6 âm lịch này thì công danh, sự nghiệp, tài lộc và vận hạn của những người tuổi Bính Dần sẽ ra sao? Con giáp này có được thần tài mở kho ban phát tài lộc hay là không? Và trên phương diện con đường, công danh, sự nghiệp trong tháng 6 âm lịch này thì họ sẽ gặp phải những khó khăn trở ngại như thế nào? Sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết để có thể nắm rõ vận trình của quý vị nhé. Xin mời. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh Lô Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ đã quyết định thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm được đến cùng mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh, đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cấp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp. Họ chính là học trò cưng của các thầy cô, họ thích các hoạt động ngoại khóa và cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Sự nghiệp của những người tuổi Dần sinh năm 1986 tổng thể phát triển ổn định trong tháng. Bạn có thể phát huy được năng lực của mình, được lãnh đạo chú ý, song lại dễ khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt. Vì thế bạn cũng nên có khả năng quan sát, đánh giá tình hình tinh tế, không nên dễ dàng tin theo lời rủ rê, lôi kéo của bất kỳ ai. Ngoài ra làm việc gì bạn cũng cần cố gắng dựa trên sức của mình, chớ nên tranh giành chiếm đoạt của người khác nếu không dễ vướng thị phi. Quan hệ vợ chồng của những người tuổi này về cơ bản là hài hòa. Dù bận rộn công việc đến mấy, bạn cũng nên nhớ giúp đỡ nửa kia trong các công việc nhà. Việc đó tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại có tác dụng rất lớn trong việc gắn kết tình cảm đôi bên. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các quý vị gia chủ Bính Dần trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 6 âm lịch, tuy có quý nhân trợ lực, song tuổi Bính Dần sẽ phải đối mặt với rất nhiều biến động trong công việc. Gia chủ dễ gặp sai lầm, tự mang tai vạ cho bản thân vì sự cẩu thả và chủ quan. Hơn nữa vì làm việc tùy hứng, thiếu tính kỷ luật, dễ bỏ lửng nửa chừng khi sự hăng hái ban đầu qua đi, cho nên việc gì cũng chỉ có kết quả nửa vời, khó đạt được thành công. Khi đó bạn sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra. Càng là người đứng ở vị thế cao càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận mà dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù công việc không quá thuận lợi, nhưng bạn có cơ hội tiếp xúc với nhiều hạng mục công việc mới. Điều đó là tiền đề phát triển, tạo nên những cơ hội bứt phá cho bản thân sau này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi.
Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tuổi Bính Dần tháng 6 âm lịch, tài lộc là một trong những điểm sáng của con giáp này, đặc biệt là với người làm kinh doanh, bạn dễ dàng thu về những khoản lợi không nhỏ nhờ có kế hoạch tiếp thị đa dạng hàng hóa, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường và khách hàng. Tuy nhiên, tài chính rủng rỉnh đồng nghĩa với việc mức chi tiêu của mệnh chủ cũng tăng thêm. Nói cách khác, tháng này những người tuổi Bính Dần có thể vừa kiếm tiền lại vừa chi tiêu khá nhiều. Ngoài ra, việc kiếm tiền không hề dễ dàng, ngược lại bản mệnh phải rất vất vả, hao tổn nhiều công sức mới đạt được mục tiêu tài chính của mình. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng, phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 6 này, người tuổi Bính Dần hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm ngày hôm nay cũng được xem là nhân quả trong tương lai. Gia chủ cần đề phòng các bệnh về tim, não, máu và đường tiêu hóa bởi những cơ quan này đang ẩn chứa nhiều nguy cơ mà bạn không lường trước được. Ngoài ra, trong năm cũng cần chú ý tĩnh dưỡng, giải tỏa cảm xúc thích hợp, chớ nên để căng thẳng tinh thần trong thời gian dài và cũng không nên đến những nơi lộng gió để tránh các chứng cảm mạo phong hàn. Một chế độ sinh hoạt khoa học, tập thể dục thường xuyên kết hợp với thái độ sống khiêm tốn, không so đo hơn thua với người khác sẽ giúp bạn giữ được nền tảng thể chất khỏe mạnh. Các quý vị gia chủ Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng 6 âm lịch không hoàn toàn lý tưởng đối với đường tình duyên của những người tuổi Bính Dần. Bạn có tương đối ít cơ hội về tình cảm, mọi thứ dậm chân tại chỗ và khó có được bước đột phá như ý muốn. Mặc dù đào hoa khá vượng, nhưng riêng nữ mệnh có thể gặp phải vận đào hoa xấu hoặc là cảm thấy bị phiền lòng với sự đeo bám theo đuổi quá mức nhiệt tình của người mà mình lại không có tình cảm. Lời khuyên cho bạn đó là dù không thích thì bạn cũng nên lựa lời phù hợp để từ chối khéo léo, tránh quá mức thẳng thắn sẽ gây nên phản tác dụng. Với năm mạng, cơ hội tình cảm nhỉnh hơn một chút nhưng cũng cần phải dành thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình, chớ nên vội đưa ra quyết định chỉ vì cô đơn, bởi như vậy là không công bằng cho cả hai. Với những người đã kết hôn, gia đạo có phần bất ổn nhưng ở mức độ tiểu hung, sẽ có những xáo trộn xảy ra đòi hỏi các thành viên học cách thích ứng càng nhanh càng tốt, cùng nhau san sẻ để vượt qua khó khăn thì mọi chuyện sẽ không có điều gì đáng lo ngại. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi, Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày âm lịch ngày 8 tháng 6 năm 2022, tức ngày 6 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 6 năm 2022, tức ngày 18 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 6 năm 2022, tức ngày 9 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Hợi, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 6 năm 2022, tức ngày 21 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Hợi, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của phong thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi 1986 trong tháng 6 âm lịch. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho tuổi 1986. Qua đó thì quý vị cũng cần nào yên tâm vững bước trong tháng 6 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh để có thể là người đầu tiên chúng ta nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc cho tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, bình an và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.